Vi Cao được người đời biết đến là một vị danh tướng tài hoa triều Đường và là một thi nhân giàu tình cảm. Cuộc đời ông là một truyền kỳ với những câu chuyện luân hồi đầy màu sắc huyền thoại. Câu chuyện luân hồi Vi Cao, danh tướng triều Đường là Gia Cát Lượng chuyển sinh. Vi Cao sinh năm 746, mất năm 805, tự Thành Võ, người Kinh Triệu, Vạn Niên, nay là Thiểm Tây, Tây An, là danh thần triều Đường. Sách cổ Thần Tăng Truyền có ghi: Tây Nguyên năm 746, Vi Thị chào đón một hài nhi, đặt tên là Vi Cao. Khi Vi Cao tròn một tháng tuổi, Vi Thị tổ chức lễ tăng trai. Có một vị tăng nhân, không rõ tên họ, không mời mà đến. Nhà họ Vi thấy tướng mạo người này xấu xí, cho rằng người này đến ăn chực, nên chỉ để ôm ngồi bên ngoài trên một chiếc chiếu rách. Dùng cơm xong, Vi gia sai vú em bồng đứa trẻ ra nhận lời chúc phúc của các tăng nhân. Bỗng nhiên, người tăng nọ tiến đến hỏi đứa trẻ: Cách biệt đã lâu rồi, vẫn khỏe chứ? Tiểu Vi Cao dường như nghe hiểu, nhoẻn miệng cười với ông. Mọi người ai cũng vô cùng kinh ngạc. Phụ thân của Vi Cao nói: Tiểu Nhi mới sinh được một tháng, sư phụ sao lại nói cách biệt đã lâu rồi chứ? Vị tăng nhân nói: Đây không phải điều mà thí chủ có thể biết được. Vi gia hỏi một lần nữa, vị tăng mới nói: Hài nhi này chính là chuyển thế của Gia Cát Võ Hầu. Võ Hầu sinh vào cuối thời Đông Hán, là thừa tướng Tây Thục. Người Thục đã nhận ân huệ của ông ấy bấy lâu nay. Giờ đây ông lại giáng sinh một lần nữa, tương lai sẽ là thống soái Thục Môn. Hơn nữa sẽ nhận được lời chúc phúc của người Thục. Trước đây ta ở Kiếm Môn, cùng đứa trẻ này rất hữu hảo. Hôm nay nghe nói ông ta giáng sinh ở nhà lão Vi, nên ta mới không quản xa xôi mà đến. Vi gia nghe xong cảm thấy vô cùng kỳ dị, vì thế mới lấy Võ Hầu làm tên tự của Vi Cao. Về sau, Vi Cao tuổi trẻ đã chấp chưởng ấn soái thống chế quân, coi giữ Kiếm Nam, được tấn thăng làm thái úy kiêm chức trung thư lệnh, nhậm chức tại đất Thục 18 năm. Quả nhiên đúng như lời vị tăng đã nói. Tiếp nối nhân duyên. Vi Cao lúc còn trẻ làm gia sư cho con trai nhà Khương quận trưởng vùng Giang Hạ tên là Kinh Bảo. Kinh Bảo có một tiểu nha hoàn tên Ngọc Tiêu, mới 10 tuổi, thường đến hầu hạ Vi Cao. Vài năm sau, khi Ngọc Tiêu đã lớn, giữa hai bên phát sinh tình cảm mến mộ nhau. Không bao lâu, Vi Cao nhận được thư nhà thúc giục về gấp. Trước lúc chia tay, hai người đã cùng nhau hẹn ước, ít thì 5 năm, nhiều thì 7 năm, Vi Cao sẽ đến lấy Ngọc Tiêu làm thê tử. Vi Cao còn để lại một chiếc nhẫn ngọc, lại viết một bài thơ tặng cho Ngọc Tiêu. 7 năm trôi qua, Ngọc Tiêu mỗi ngày đều lặng lặng trông về nơi xa. Đến mùa xuân năm thứ 8, Ngọc Tiêu thở dài: Lang quân Vi Cao đi đã hơn 7 năm rồi, chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Nàng buồn bã tuyệt thực mà chết. Khương gia thương tiếc nàng chết vì tiết tháo, đeo chiếc nhẫn ngọc kia vào ngón giữa tay nàng, rồi chung cùng với linh cữu mai táng. Về sau, Vi Cao được triều đình phái trấn thủ nơi Tây Thục. Khi bình phản sửa oan sai, đã gặp lại Khương Kinh Bảo bị oan sai trong ngục. Chàng giải oan cho Khương Bảo, còn giữ Khương Bảo lại làm trợ tá. Thời chiến loạn vừa mới chấm dứt, công vụ bề bộn, bẵng cho đến mấy tháng sau, Vi Cao mới hỏi thăm tin tức của Ngọc Tiêu. Khương Kinh Bảo mới kể cho Vi Cao nghe Ngọc Tiêu đã vì tình mà chết. Nghe xong, Vi Cao hổ thẹn áy náy, bi thương không dứt. Từ đó về sau, chàng một lòng hướng Phật, khắc khổ chép kinh, sửa chữa và chế tạo tượng Phật để báo đáp mảnh tình son sắt của Ngọc Tiêu. Từng thời khắc, Vi Cao đều nhớ đến Ngọc Tiêu, chỉ hận vô duyên không được gặp nàng một lần nữa. Một tổ sư sơn nhân nghe nói có thuật chiêu hồn,
có thể khiến người chết và thân nhân gặp mặt. Ông bảo Vi Cao trai giới 7 ngày. Trong một đêm khuya ánh trăng mờ mịt, Ngọc Tiêu phiêu nhiên lướt tới. Sau khi nhìn thấy Vi Cao, nàng thi lễ cảm tạ. Nhờ công chàng phó xuất chép kinh tạc tượng, sau 10 ngày thiếp sẽ được thác sinh giáng thế. 13 năm sau là ngày thiếp một lần nữa được hầu hạ chàng báo đáp đại ân. Sau này Vi Cao được phong tấn chức trung thư lệnh. Có một năm ông cử hành lễ mừng sinh nhật, Lư Bác Tọa huyện Đông Xuyên tặng cho ông một ca nữ. Người này chưa đến 14-15 tuổi, tên cũng gọi là Ngọc Tiêu. Vi Cao nhìn kỹ, Ngọc Tiêu này đúng là Ngọc Tiêu nhà Khương Kinh Bảo. Hơn nữa, ngón giữa bàn tay của cô có một vết sẹo hình chiếc nhẫn, loáng thoáng có thể nhìn thấy giống với hình dạng chiếc nhẫn mà Vi Cao đã tặng cho Ngọc Tiêu lúc chia ly năm nào. Lời nói năm đó của vong hồn Ngọc Tiêu giờ đã được nghiệm chứng. Trải qua sinh tử kỳ duyên này, Vi Cao xúc động thở dài. Rốt cuộc, ta cũng có thể hiểu được, sự phân biệt giữa sống và chết chỉ là hai từ đến và đi.